Làm văn phòng kế toán content mà lại dùng chiếc laptop màn bé 13-14 inch thì anh em thấy sao nhỉ? Chắc hẳn là có khá nhiều anh chị em thấy khó chịu đúng không nào? Những công việc tiếp xúc với màn hình nhiều luôn đòi hỏi cái sự tập trung và sáng tạo về đầu óc. Thì tất nhiên, việc tạo cái sự thoải mái cho anh chị em làm việc như vậy là một điều nó rất là cần thiết. Vậy mà chúng ta lại cứ phải làm việc với chiếc màn hình bé 13-14 inch thì còn đâu những ý tưởng, còn đâu những hình ảnh concept. Những anh chị em kế toán thì có khi còn nhầm lẫn những con số do là chữ của nó hiển thị là quá là nhỏ. Hiểu được cái lý do này thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em hai mẫu sản phẩm chuyên về văn phòng nhưng mà lại có chiếc màn thì là vô cùng lớn. Nó lên đến là 16 inch và cái mức giá của nó thì sẽ dao động từ 20 cho tới 21 triệu đồng mà thôi. Pin thì lại trâu, màn hình to, anh em tha hồ mà sáng tạo và cũng không phải lo về vấn đề là nhầm lẫn những con số nữa. Vậy thì hai mẫu sản phẩm này có gì đặc biệt? Anh em hãy cùng mình đi hết trong video ngày hôm nay nhé. Chiếc máy đầu tiên này và cũng là chiếc máy mình thấy ấn tượng nhất về những trải nghiệm người dùng hay là những công dụng mà nó đem lại mà mình thấy nó rất là có ứng dụng. Đó chính là mẫu Dell Inspiron 7620, mẫu sản phẩm thay thế cho đàn anh là 7610 trước đó. Về mặt thiết kế thì Dell Inspiron 7620 2-in-1 đem đến cho chúng ta một cái diện mạo mới hoàn toàn là khác so với đàn anh trước đó. Từ tông màu cho đến cái phần thiết kế cạnh máy thì đều đã được thay đổi. Nó mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn trong từng đường nét. Rõ ràng nhất chính là ở phía sau gáy của máy này đây. Những lỗ tản nhiệt nhỏ cũng đã được thay đổi, không còn những cái lỗ tròn như là than tổ ong nữa. Thay thế vào đó là những cái thanh chạy dài, trông nó sẽ có cái sự đồng nhất với tổng thể của sản phẩm hơn. Nhìn sang bên cạnh một chút là cặp đôi bản lề vô cùng lực. Với chiếc bản lề này thì có thể là gập thành nhiều hình dạng khác nhau. Từ một chiếc laptop thông thường, anh em chỉ cần là gập nhẹ một cái là có thể chuyển ngay nó thành một chiếc tablet cỡ lớn, dựng lều để xem phim, vẽ vời hay là thành dạng vỏ sò để lướt web. Tất cả là đều có thể. Toàn bộ máy thì sẽ là kim loại nhôm dày và cực kỳ là cứng cáp. Ấn lực mạnh vào khu vực mặt A và chiếu nghỉ tay thì gần như là không có hiện tượng flex. Chỉ có ở khu vực chính giữa logo là có nhẹ một chút, do đây là cái phần chịu lực yếu nhất của chiếc máy 16 inch này. Cân nặng thì nó sẽ rơi vào khoảng là 2,27kg, hơi nặng nề một chút so với những chiếc máy 15,6 inch bây giờ. Nhưng bù lại đó thì anh em sẽ lại có một chiếc màn lên tới là 16 inch, độ phân giải là Full HD+, tấm nền IPS và đi kèm tỷ lệ là 16:10. Cái tỷ lệ màn hình mới nhất của những năm gần đây, nó sẽ hiển thị được nhiều thông tin hơn cho anh em về chiều dọc. Độ bao phủ màu thì lên tới là 100% sRGB, độ sáng màn hình là 300 nit, delta E là 1.8. Những thông số về màn quá là đủ để anh em học tập này, làm việc, giải trí và làm các tác vụ multimedia. Thậm chí là chỉnh ảnh, chỉnh màu đi lên ấn thì cái tỷ lệ sai lệch màu cũng rất là thấp. Với khả năng gập 360 độ cộng thêm là màn hình cảm ứng thì chiếc 7620 nó đã trở thành một chiếc máy thiên về multimedia và giải trí thực thụ. Anh em có thể là gập lại và thao tác trực tiếp trên chiếc màn này mà không cần dùng đến touchpad hay là chuột ngoài. Quá là nhiều cái điều hay ho trên chiếc 7620. Việc gì chúng ta phải tốn tiền vào mua một chiếc laptop, sau đó lại phải mua thêm một chiếc máy tính bảng để làm việc. Trong khi trên chiếc 7620 thì chúng ta đã có cả hai rồi. Mua một mà lại được hai, quá là hời luôn anh em ạ. Và chúng ta sẽ quay sang đến cái phần bàn phím của chiếc 7620. Thì chúng ta có thể thấy là nó đang có một cái bộ bàn phím thiếu đi hàng phím số phụ. Sẽ là khá thiệt thòi với những anh em hay phải nhập số liệu và tính toán. Nhưng tuy nhiên thì do là nó hướng đến khả năng đa dụng hơn là một chiếc laptop văn phòng đơn thuần, nên là việc thiếu đi một vài cái phím số cũng là điều cần thiết và hiển nhiên là nó trở nên khác biệt. Các phím thì được làm to, hành trình phím thì vẫn khá là thoải mái, từ 1.4 cho tới 1.5mm. Trải nghiệm làm việc trên này khá là thoải mái và đã tay. Ở phía dưới nó là một chiếc touchpad được thiết kế theo hình chữ U hoàn toàn mới. Thêm vào đó thì lớp phủ Miller ở cái phần touchpad và chiếu nghỉ tay này cũng sẽ giúp cho việc di và vuốt đa nhiệm của anh em trở nên mượt mà và trơn tru hơn. Chưa kể đến việc là nó còn chống bám bụi bẩn và dấu vân tay của anh em rất là tốt nữa, lau chùi cũng rất là dễ dàng. Còn về mặt cổng kết nối thì trên chiếc 7620-21 này thì đã có cổng Thunderbolt 4 rồi, để có thể là sạc bằng chân sạc Type-C 65W. Và cũng đã có công nghệ sạc nhanh với 1 tiếng là 80% pin rồi, tất cả thì đều có trên chiếc 7620. Ngoài ra thì nó vẫn được trang bị những cổng khác như là USB Type-A, HDMI hay là jack audio 3.5mm mà trên những chiếc laptop thông thường cần có. Và để bỏ qua cho cái phần kết nối thì chúng ta hãy đến với cái phần quan trọng nhất trên một chiếc laptop văn phòng, thứ mà quyết định xem là những công việc của anh em được xử lý mượt mà hay không, có thể sử dụng trong khoảng là 4 đến 5 năm nữa hay không, đó chính là về cái phần hiệu năng. Trên chiếc 7620-21 đang là Gen 12 mới nhất, Intel Core i5-1235U, mức xung nhịp cơ bản là 3.3GHz, mức xung cao nhất là 4.4GHz. Với 10 nhân và 12 luồng thì chúng ta sẽ có tới 8 nhân hoạt động ở hiệu năng cao và 2 nhân hoạt động ở hiệu năng thấp để tiết kiệm điện. Số nhân và số luồng càng nhiều, xung nhịp càng cao thì sẽ giúp cho anh em xử lý các công việc tính toán và render được càng nhanh.
chỉnh sửa ảnh với Photoshop hay là dựng phim Full HD 2K với Premiere thì anh em cũng có thể làm được mượt mà ở cái mức là bán chuyên nghiệp. Game thì anh em cũng có thể là chiến tốt với những thể loại game eSports, Liên Minh, Dota 2, FIFA Online đều không thể làm khó được con chip Intel thế hệ thứ 12/7620. Thêm vào đó thì khả năng nâng cấp và đa nhiệm của chiếc máy này cũng rất là ngon với 8GB bớt là 3200 có sẵn và SSD M2 512GB. Anh em đều có thể tháo rời và nâng cấp lên dung lượng cao hơn. Wi-Fi cũng sẽ là Wi-Fi 6E mới nhất để anh em có một băng thông và đường truyền mạng ổn định. Và ngoài một cái hiệu năng ngon đối với một chiếc máy văn phòng thì cái phần quan trọng không kém đó chính là về cái phần pin. Trên chiếc Dell 7620-21 đang có một cái viên pin dung lượng khá là cao với 6 cell và 87W và đi kèm cả chuẩn Evo nữa. Chính vì vậy mà nó có thể là duy trì cho anh em tới là gần 9 giờ đồng hồ với những tác vụ văn phòng, lướt web hay là xem phim. Anh em sẽ thoải mái làm việc cả ngày mà không cần phải đem theo cục sạc bên mình. Một thời lượng pin quá là ấn tượng với một chiếc máy đa dụng 16 inch. Phải nói là cái phiên bản tiếp nối của đàn anh 7610 năm ngoái, tuy là không có hiệu năng của con chip H, nhưng bù lại thì nó lại có cái thời lượng pin nó rất là tốt. Mức giá thì chỉ ở khoảng là 20 triệu đồng và lại còn có khả năng là gập 360 độ nữa. Khá là nhiều những cái điều thú vị ở phiên bản lần này. Và tiếp theo thì chúng ta hãy đến với mẫu máy thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Chúng có ngoại hình giống tới 90% so với chiếc 7620. Dell Impedance 5620, mỗi sản phẩm đang được chạy con chip đến từ nhà Intel. Intel Core i7-1255U với 10 x 12 luồng, đi kèm đó là RAM 16GB và SSD lên tới là 1TB. Một combo cấu hình rất là khỏe để phụ anh em văn phòng học tập. Với con chip i5 thế hệ thứ 12 như trên chiếc 7620 thì chúng ta đã có thể sử dụng rất là thoải mái các phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp rồi. Còn ở đây trên chiếc 5620, con chip là i7 thế hệ thứ 12 này, nó còn sẽ giúp cho anh em làm đồ họa 2D hay là chiến game nhẹ được mượt mà hơn nữa. Render video cũng sẽ nhanh chóng hơn. Xung nhịp của nó có thể turbo lên là 4.7GHz cơ mà, nó rất là mạnh mẽ. Về cái mặt thiết kế bên ngoài thì anh em có thể thấy là nó sử dụng chung một cái phong thiết kế so với chiếc 7620 ở trên, với toàn bộ vỏ máy và khung đều được làm bằng kim loại nhôm dày bạc. Phủ lên đó là tông màu Platinum Silver, màu sắc trẻ trung và hiện đại, cũng là một cái màu sắc thời trang không bao giờ lỗi mốt của những dòng laptop. Nó đem lại cho người dùng một cảm giác bền bỉ và an tâm khi mà sử dụng, cầm nắm vào cũng rất là đầm và chắc tay. Và tuy là nó có một cái bộ vỏ dày bản và kim loại và kích thước màn hình lên tới là 16 inch, nhưng mà trông chiếc 5620 này nó khá là gọn, nó chỉ tương đương hoặc thậm chí là nó còn nhỏ hơn so với những chiếc máy 15,6 inch đời cũ. Cân nặng cũng chỉ rơi ở cái mức là 1,85kg, vẫn ở cái mức chấp nhận được với những chiếc máy văn phòng 15-16 inch, cho ba lô cũng rất là dễ dàng. Cái điểm đặc biệt và cũng là cái điểm khác biệt ở chiếc 5620 này so với mẫu 7620 ở trên về mặt ngoại hình, đó chính là ở cái phần gờ phía sau này của chiếc máy. Tác dụng của miếng nhựa dày này chính là để kê máy lên cao khoảng là 2,5-3 độ so với mặt bàn. Một phần là nó sẽ giúp cho không khí lưu thông thể nhiệt độ tốt hơn, có phím hay là soạn thảo văn bản cũng được dễ dàng và không bị mỏi tay. Phần nữa là nó sẽ giúp cho cái phần cạnh của máy không bị chảy xước khi mà mở máy ra nhiều lần. Và anh em cũng không cần phải lo lắng về cái độ bền của miếng nhựa này đâu. Nó được làm khá là dài. Mình cũng có thử lấy móng tay ấn vào xem là nó có dễ bị bong hay không. Nhưng mà nó rất là khó, nó cứng và dài bản anh em ạ. Và khi mở chiếc máy lên thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 16 inch Full HD cộng với tấm nền là IPS và tần số quét của nó là 60Hz. Với hai viền bên và hai viền bên dưới thì đều được làm khá là mỏng. Đi kèm đó là tỷ lệ màn hình là 16:10. Tỷ lệ màn hình mới sẽ giúp ích cho những anh em nào mà làm content hay là những anh em nào mà làm kế toán Excel thì sẽ có được không gian hiển thị được nhiều hơn về chiều dọc. Độ bao phủ màu sẽ là 45% NTSC và độ sáng màn hình sẽ là 250 nit. Tuy không được xuất sắc như ở trên chiếc 7620 ở trên, nhưng ở đây sẽ là một cái thông số vừa đủ để anh em có thể là làm văn phòng 2D và giải trí nhẹ nhàng. Còn về phần trải nghiệm về bàn phím và touchpad thì mình cũng không có gì phải nói đến quá nhiều ở mẫu 5620 này rồi. Nó đều có chung một cái form thiết kế phím với những cái đời máy của năm 2022, từ 13-14 cho tới 15-16 inch. Các phím có khoảng cách vừa phải, bấm khá là thích tay. Hành trình phím sẽ cho khoảng là 1.4 cho tới là 1.5mm. Sẽ là tốt hơn rất nhiều so với sự trải nghiệm trên những chiếc bàn phím của HP, Acer hay là Asus ở cùng tầm giá. Chỉ có điều là ở trên chiếc 5620 này cũng sẽ là giống như ở trên chiếc 7620, nó sẽ không có phím số phụ. Chính vì vậy mà những anh em nào mà hay phải làm tính toán, làm Excel nhập số liệu thì sẽ thấy nó hơi bất tiện một chút. Touchpad phía dưới thì được làm to và phủ mịn, những thao tác đa nhiệm, zoom và vuốt thì rất là mượt mà. Còn về các mặt cổng kết nối thì mình sẽ bỏ qua và không nói đến quá sâu, mà sẽ đi thẳng đến cái phần pin. Vì đây sẽ là thứ quyết định xem là khi mà đi làm thì chúng ta có cần phải đem theo sạc bên mình hay không. Trên chiếc 5620 đang là một viên pin, khi mà so với một chiếc máy văn phòng 14 inch, viên pin này nó sẽ ở cái mức là vừa phải.
Nhưng mà với một chiếc máy màn hình 16 inch thì 4 cell 54W sẽ là hơi thấp. Thêm vào đó thì nó còn không có chuẩn Evo nữa. Chính vì vậy mà nó sẽ chỉ duy trì cho chúng ta khoảng là 5 cho đến 5 giờ 30 phút với những tác vụ văn phòng nhẹ nhàng bình thường, sẽ là hơi đuối với một ngày làm việc của anh em. Nhưng bù lại thì chúng ta lại có hẳn cấu hình là i7, RAM 16GB và ổ 1TB. Anh em nào thiên hướng về hiệu năng một chút thì mình thấy là cũng khá là tốt để chấp nhận đánh đổi. Và rồi ok, nói tóm lại thì đây sẽ là hai mẫu sản phẩm 16 inch trong cái tầm giá vừa phải, nó không quá là cao, dùng làm văn phòng, giải trí nhẹ nhàng và những công việc sáng tạo thì rất là tốt. Với những cái ưu điểm nổi trội như là màn to này, pin trâu, chip thì mới nhất rồi, đều là thế hệ thứ 12. Và đặc biệt là chúng có thể nâng cấp về RAM hay là ổ để anh em có thể là sử dụng thoải mái về sau. Thứ tưởng chừng là điều hiển nhiên, nhưng mà rất nhiều chiếc laptop không phải chiếc máy nào cũng có cái khả năng này đâu. Và không biết là anh em có cảm nhận hay là suy nghĩ gì về hai mẫu sản phẩm 16 inch này, hãy comment cho chúng mình ở bên dưới. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để xem những video mới nhất đến từ FPC Laptop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.